nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ Massachusetts đã phát hiện ra cách biến một sản phẩm phụ từ dầu mỏ thành sợi carbon. Sợi carbon là một loại polymer nhẹ, mạnh mẽ gấp 5 lần thép và cứng gấp 2 lần. Hơn hết, nó nhẹ, chịu được nhiệt độ cao và hóa chất, đồng thời có độ giãn nở nhiệt thấp nên là vật liệu được nhiều kỹ sư lựa chọn. Theo truyền thống, sợi carbon được làm từ dầu mỏ đã qua xử lý. Có thể tốn kém và phức tạp. Một nhóm do Jeffrey Grossman, giáo sư và trưởng bộ môn khoa học vật liệu và kỹ thuật, và Nicola Ferralis, một nhà khoa học nghiên cứu tại MIT. Làm việc với sự cộng tác của các nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge và Đại học Western Reserve đã quyết định thử sử dụng cao độ làm nguyên liệu ban đầu thay thế. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science Advances vào ngày 18 tháng 3 năm 2022. Mục tiêu tạo ra sợi carbon một cách hiệu quả bắt đầu theo yêu cầu từ Bộ Năng lượng, nơi đang tìm cách chế tạo những chiếc ô tô nhẹ hơn. Những chiếc xe lớn hơn cần động cơ lớn hơn và phá vỡ mạnh mẽ hơn, trong khi những chiếc xe nhẹ hơn sẽ hiệu quả hơn và sử dụng ít nhiên liệu hơn. Đầu muốn phát triển các vật liệu phù hợp với độ an toàn của các tấm thép thông thường nhưng rẻ hơn và có khả năng thay thế thép trong xe cộ. PIC là một tài liệu hấp dẫn để bắt đầu, Ferralis nói. Nó được tạo thành từ một hỗn hợp các hydrocarbon nặng, mang lại cho các nhà nghiên cứu rất nhiều phản ứng hóa học để làm việc. Nó cũng chiếm rất nhiều không gian trong các bãi chôn lấp. Vì vậy, việc tái chế nó về cơ bản là giết hai con chim bằng một viên đá. Các nhà nghiên cứu bắt đầu bằng cách mô hình hóa các cách thức mà các liên kết hình thành giữa các phân tử trong sân và từ đó có thể mô hình hóa các điều kiện xử lý ảnh hưởng đến một số tính chất nhất định của sợi carbon. Các nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge rất thành thạo trong việc tạo ra các sợi carbon và có thể tái tạo kết quả của các mô hình với độ chính xác đáng kinh ngạc. Nghiên cứu sinh kiêm tác giả Asmita Jana cho biết, họ đã có thể tổng hợp các sợi carbon có độ căng và nén mạnh. Điều này mở ra khả năng cho các ứng dụng mới của loại sợi này mà trước đây các nhà khoa học có thể chưa tính đến. Các tác giả cho biết, thành tựu đáng chú ý nhất của nghiên cứu là khả năng dự đoán cấu trúc của sợi carbon từ các điều kiện xử lý cụ thể, và sau đó tạo ra những sợi đó. Vì các phương pháp của họ sử dụng các dạng carbon không chỉ có ở sợi carbon, các nhà nghiên cứu nói rằng khung của chúng cũng có thể được áp dụng cho các hệ thống khác như phim và lớp phủ. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!